lương 6-7 lương. Vâng, thưa quý vị thân mến, buổi trưa ngày hôm nay có thể nói rằng một ngày thật đẹp trời, và khi mà chúng ta đang cùng đồng hành để trở về chung vui, chúc mừng cho buổi lễ thành hôn của chú rể Kim Jong Un và cô dâu Nguyễn Ngọc Hiệp. Thưa quý vị, lúc này cùng với tất cả những tình cảm, quý vị cũng đã có mặt hiện diện, và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tự do check in những khung hình ở phía ngoài với các background, với khu vực check in mà chúng tôi đã chuẩn bị để chương trình ngày hôm nay sẽ được diễn ra với hai khu vực. Ở khu vực phía bên ngoài sẽ là nơi để chúng ta cử hành cho các nghi thức nghi lễ, trong khi chờ đợi khoảnh khắc quan trọng mà hai bên gia đình chúng tôi lựa chọn là thời khắc thành hôn cho chú rể cô dâu tại quê hương Ba Làng Tĩnh Gia, quê hương Việt Nam. Chúng ta còn gần 30 phút nữa, và lúc này một lần nữa thì xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng vui lòng check in cũng như lựa chọn các vị trí chỗ ngồi. Và ban tổ chức xin được nhờ tới một người thân của gia đình của cô dâu sẽ có mặt ở khu vực cánh gà để có thể thống nhất các nội dung quan trọng cùng với ban tổ chức, những người biên tập chương trình. Xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Quý vị thân mến, lúc này không thời gian để cử hành hôn lễ chào chú rể Kim Jong Un và cô dâu Nguyễn Ngọc Hiệp đã điểm, và chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị khách quý, bà con thân hữu, bạn bè của gia đình cũng như của cô dâu. Xin mời quý vị chúng ta đã trở về trong ngày hôm nay thì xin mời sẽ cùng di chuyển trở về với khán phòng để lựa chọn các vị trí chỗ ngồi ạ. Ở phía hôm nay thì gia đình nhà gái đã chuẩn bị hai khu vực tổ chức. Đó là khu vực ở phía ngoài để chúng ta cử hành cho các bước nghi lễ chính trước, và sau đó chúng ta sẽ tiến vào với khán phòng tiệc để có thể chung vui chúc mừng và nâng ly khai tiệc. Hôm nay bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng lựa chọn các vị trí chỗ ngồi, và nếu như mà không đủ chỗ ngồi ở khán phòng để diễn ra lễ thành hôn thì rất mong quý vị chúng ta cũng có thể chọn cho mình một chỗ đứng để có thể dõi theo chúc mừng. Đã và đang có mặt trong khán phòng hạnh phúc của cô dâu Nguyễn Ngọc Hiệp và chú rể Kim Jong Un. Và thưa quý vị, ngày hôm nay với một không gian tuyệt vời
ngoài trời sẽ là một buổi trưa thật nhiều những ý nghĩa cho hôn nhân của Kim Jong Un và Nguyễn Ngọc Hiệp. Và thưa quý vị, trở về đây hôm nay là những gương mặt thân thương nhất bên phía gia đình nhà trai. Chúng tôi xin được giới thiệu ông Kim Yong Su và Kim Yin Hyeong, và phía gia đình nhà gái ông Nguyễn Đình Công và Nguyễn Thị Oanh, cùng toàn thể quý vị đại biểu khách quý, thân tộc nội ngoại, hai gia đình, bạn bè của chú rể, bạn bè của cô dâu. Và thưa quý vị, ngay trong lúc này xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn sự quan tâm trở về với khu vực cử lễ, để chúng ta sẽ nổ một tràng vỗ tay thật lớn cho chương trình lễ thành hôn của Kim Jong Un và Nguyễn Ngọc Hiệp. Xin được chính thức bắt đầu. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi muốn được giới thiệu tới quý vị gương mặt vô cùng hiền trai, chàng trai Kim Jong Un, nhân vật chính đầu tiên của ngày hôm nay sẽ tiến bước trở về sân khấu. Và xin được trân trọng kính mời chú rể Kim Jong Un một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt ạ. Thưa quý vị thân mến, có lẽ rằng ngôn ngữ là khoảng cách giữa các quốc gia, các dân tộc với nhau. Tuy nhiên, âm nhạc lại là điều mà chúng ta luôn luôn không thể có giới hạn. Để gắn kết hơn, để có thể truyền tải tất cả những lời muốn nói, những lời cảm ơn tới mọi người, những lời yêu thương tới cô dâu, thì chắc rất tuyệt vời, một tràng vỗ tay lớn nữa được không ạ? Thưa quý vị, ánh nắng của anh với một phiên bản kết hợp giữa Việt và Hàn với hai giọng hát vô cùng tuyệt vời của chú rể và cô dâu. Chúc mừng cho chú rể và cô dâu đã có một phần ra mắt rất lãng mạn vừa rồi. Và thưa quý vị thân mến, trong hành trình tình yêu của Kim Jong Un và Nguyễn Ngọc Hiệp, có lẽ để viết lên một trang văn sẽ không thể nào kể hết được những điều mà họ đã cùng nhau trải qua. Để rồi quý vị thấy rằng tất cả những thử thách, những khoảng cách về thời gian, về không gian được lấp đầy bởi hai trái tim yêu đương, bởi tất cả những ngọt ngào mà chàng trai Kim Jong Un đã dành cho cô gái Nguyễn Ngọc Hiệp, để họ đã được tiến đến bên nhau trong tình yêu thương của hai bên gia đình, vượt qua khoảng cách rất xa từ Hàn Quốc tới Việt Nam. Để rồi hai gia đình với sự khác biệt về phong tục tập quán của hai đất nước, với sự khác biệt về tiếng nói, nhưng đã có chung một điểm, đó chính là có hai con ngày hôm nay. Để hạnh phúc của gia đình nhà trai, nhà gái được thắp sáng lên bởi tình cảm của tất cả mọi người đang có mặt chung vui trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, tại quê hương Hàn Quốc thì chú rể và cô dâu cũng đã được cử hành hôn lễ tại nhà thờ theo đúng như phong tục truyền thống của đất nước Hàn Quốc. Và ngày hôm nay thì theo nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam thân yêu, cùng hoa với đó là những nét đẹp trong phong tục cưới ở hiện đại ngày nay, thì chúng ta thấy rằng chú rể và cô dâu đang trong sắc phục ngày cưới vô cùng lộng lẫy, thật đẹp, thật rạng rỡ. Và sau ca khúc vừa rồi, chắc chắn rồi chú rể và cô dâu muốn đáp lại tình cảm của mọi người nhiều hơn. Xin mời hai em sẽ nắm tay nhau thật chặt nào, để chú rể và cô dâu xin được dành tới quý vị một cái cúi đầu thật sâu, cho lời cảm ơn chân thành, một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Và thưa quý vị, chắc chắn, thưa quý vị, chắc chắn rồi, có được ngày hôm nay của Kim Jong Un và Nguyễn Ngọc Hiệp, chú rể và cô dâu cũng đã được sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ, hai bên gia đình hôn lớn trưởng thành, yêu thương để gặp gỡ nhau. Và chúng ta sẽ cùng chào đón cho những gương mặt thân thương, người đã sinh thành, dày công dưỡng dục cho Kim Jong Un và Nguyễn Ngọc Hiệp có ngày hôn lớn hôm nay. Xin chào đón trở về khu vực sân khấu. Về phía gia đình nhà trai, xin mời trở lên sân khấu ạ. Ông Kim Yi Shu và bà Kim Duyên Cương. Bố mẹ sẽ cùng lên sân khấu ạ. Vâng ạ, cả bố cả mẹ. Và về phía gia đình nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Công và Nguyễn Thị Oanh, bố mẹ của cô dâu. Xin mời ạ.
Thưa quý vị thân mến, có lẽ rằng giờ phút mà tất cả những bậc làm cha mẹ mong ngóng đó chính là thấy được con cái trưởng thành, thấy được con cái hạnh phúc. Và ngày hôm nay, ngày mà hai bên gia đình chờ đợi, ngày mà chú rể cô dâu mong ngóng đã đến, chúng tôi không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin được ra mắt với sự hiện diện của hai bên gia đình thông gia, gia đình nhà trai ông Kim Nguyễn Kim Sâu và bà Kim Yin Kong, và gia đình nhà gái ông Nguyễn Đình Tông và Nguyễn Thiệu Anh. Xin được ra mắt cảm ơn quý vị bằng một cái cúi đầu thật sâu. Xin mời một chàng pháo tay thật lớn ạ. Và ngay bây giờ, xin mời hai bên gia đình sẽ đứng tại sân khấu để có thể chứng kiến chú rể và cô dâu thực hiện các nghi thức và cùng với hai con thực hiện nghi thức này ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn và xin mời bố mẹ có thể trở về vị trí của mình ạ. Để có thể tiện chứng kiến, và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời hai em sẽ cùng tiến sang với bên phải của sân khấu để đến với nghi thức sắp ca tình yêu. Thưa quý vị thân mến, đây cũng là một hình thức vô cùng đặc biệt. Nếu như vì trái đất này là một biển cát bao la thì mỗi chúng ta chỉ như những hạt cát nhỏ. Và ngày hôm nay chú rể và cô dâu ngay trong việc giáp diệu cưới sẽ là sắp cát vào bức tranh cát này, để những màu sắc tự nhiên sẽ được hòa quyện với nhau, như cuộc sống đã đưa họ đến bên nhau, như hơi thở đã đưa họ hòa quyện. Và ngay bây giờ xin mời chú rể cô dâu hãy cùng chúng ta giáp xuống. Được lấp đầy để rồi đó cũng chính là biểu trưng cho sự bù đắp khuyết điểm của mỗi chúng ta. Không ai sinh ra đã hoàn hảo, mỗi người sẽ làm một mảnh ghép của một ai đó. Và ngày hôm nay mảnh ghép của Kim Jong Un là Nguyễn Ngọc Hiệp, mảnh ghép của Nguyễn Ngọc Hiệp là Kim Jong Un. Họ đã tìm thấy nhau, họ đã đến bên nhau, và những sắc màu đã tạo nên bức tranh tình yêu của Kim Jong Un và Nguyễn Ngọc Hiệp thật đẹp. Một bức tranh khác với hai sắc màu chủ đạo. Một tràng pháo tay thật lớn tạo ra để quý vị để chúc mừng. Thật tuyệt vời. Và với bức tranh khác này, cả hai em sẽ lưu giữ đó ở phòng tân hôn để luôn nhớ đến ngày hôm nay, luôn nhớ đến điểm khởi đầu mà chúng ta đã chọn. Hãy trân trọng nhau như khi bắt đầu, hãy yêu thương nhau mãi mãi. Và ngay bây giờ, xin mời chú rể cô dâu hãy cùng di chuyển sang bên trái sân khấu, bay đến với những chiếc bánh em, những sự ngọt ngào như tình yêu lứa đôi. Cô dâu sẽ nhẹ nhàng cầm lên chiếc dao xinh xắn ạ. Biểu trưng cho căn bếp nơi mà cô dâu sẽ luôn luôn chuẩn bị những bữa ăn thật ngon, đầy ắp những yêu thương để chờ đợi người đàn ông của mình về sau một ngày làm việc. Và họ sẽ bên nhau nơi những thương người dạng dỡ, nhìn những đứa trẻ khôn lớn trưởng thành. Chúng ta hãy một lần nữa vang lên một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Chúc mừng hai em đã thực hiện thành công với tất cả các kiến thức nghi lễ, và chắc chắn rồi hãy trở về với các cùng sân khấu ạ. Chào đón, chào những phần quà tặng ý nghĩa trở về hai bên gia đình. Xin được mời về sân khấu. Xin được mời phần quà kỷ vật treo dâu từ phía bố mẹ tân sinh của cô dâu. Xin được chào đón về sân khấu bố Công và mẹ Quang. Xin mời. Mở sao rồi nè, mở sổ rồi nè, con nước này. Mở sao, mở sao. Bạn nghe đây giờ nó. Đã có một cô dâu mới. Và với sự giao thoa của hai nền văn hóa Việt Nam thì chắc chắn là sẽ có những điều thật thú vị trong căn nhà của họ, trong mái ấm tình thân. Và chắc chắn với tình yêu với sự chân thành, chúng ta cũng đã thấy rằng cô dâu đã học tiếng Hàn để hát được ca khúc Việt và tiếng Hàn. Chú rể cũng đã học tiếng Việt để có thể hát lên những ca từ tiếng Việt dành tặng cho cô dâu. Chẳng mấy nữa họ có thể giao tiếp với tất cả mọi người bằng cả hai ngôn ngữ để có thể diễn đạt tất cả những điều muốn nói. Và
ngày hôm nay với món quà tình cảm của mẹ và bố dành cho hai con. Đó cũng chính là những lời chúc tốt đẹp, đó cũng chính là những bảo ban dạy dỗ của cha mẹ đã dành cho con. Hãy luôn là một cô gái yêu đời, hãy luôn là một cô gái biết buông thém cho mái ấm gia đình, đó đúng như truyền thống Á Đông của chúng ta. Xin được chúc mừng cho hai em. Tâm cho dâu cho trẻ thôi. Gần mặt phúc hậu và trái tim đầy yêu thương. Và dành tặng cho hai cháu. Xin cảm ơn rất nhiều. Đông chụp ảnh luôn. Rất đáng yêu, rất tuyệt vời. Và chúc bà sẽ luôn thật mạnh khỏe với tình thầy lắm ạ. Và xin mời những vận động tiếp theo các bác đi ạ. Các bác bên đội ạ. Các bác chú. Xin mời. Các anh các chị. Xin mời gia đình chú Tim Đức Thanh ạ. Các chị em của cô dâu ạ. Xin mời ạ. Các chị em cô dâu ạ. Các chị em cô dâu ạ. Các chị em cô dâu lên đi cơ. Nói hết rồi. Em ơi có ghi tên không? Không có quay ghi tên đâu mà. Vâng ạ, ở đây thì danh sách thì Hoàng chưa có cầm tên mọi người đâu ạ. Cho nên là ai đã có chuẩn bị quà chắc chắn gia đình cũng đã biết rồi. Và chúng ta sẽ cùng tới với sân khấu nhé. Nếu mà chưa đọc tên thì bây giờ phải cầm tên danh sách ạ. Xin mời những phần quà lên gia đình chị gái của đâu ạ. Xin mời các chị gái cùng lên sân khấu đi ạ. Xin mời gia đình các chị gái cùng lên nào. Gì chạy lên rồi. Từ từ. Gì? Chắc gì sao đi? Mình bà kia tiếp à? Okay.